NASA đảm bế cả cam rục rốc hát cài mùi hát phố ai mà nụ lờ phục phản đấy khá chìa mà hạt sẽ thay chồm dạ bóng phôn bà. Và cả bị ngay tìm mùi khai cùng phẹt cho nàm bì bọn nàm phải bay cái lòng tới rốt rốt tà bá. À cắt cho nâng à vật cả chìa rồi bỏ xa rốt tâm rơi. Đại hạ cả thá NASA bàn bọc cả thá nâng chồm bọn đảm bế cả cam rục rốc hát cài mùi đại mình chung một thà. Và PCHS bất ai trở bàn kia này dạy thá mình làm lại chiêng sẽ tất cả bị phốp lúc ta thiệt chồm dạ bông bốn bà mình thông bà đá nè rồi khớn chọc đòi bà àm rồi miền chương năng thiệt chếp sẽ lôi cân là thay điện bà bông bốn năng sạp bà lôi lôi đơn lá thay mình tên bà dù ta ông cả nà xa bê cả càm rục rốc bà phí xì chá đã chấp bà đá nơi ngày tì mùi khai tuần lá khám mộc ní. Và đại bế cả cam ní cứ chia đầm nà cá tờ can ạch cài mùi. Và đại xâm bố chất đòi bà lô hạ thiết đọc bì xe khẩm phung tệ đầm nà cá chung vinh bà tết. Rồi viên phụ bằng kia nâng phụ bà hòa. Bà phái tên lưu rà bài ca rà bò tù xin nà vào đây bà phô bếp cơ bà nè đăng thả ạch cài mùi. Đại miên bà vãnh bà bì rồi hà sập. Pì rồi chứ sáng cứ pì rồi mà phê bà mươi km. Ui, ngài thông mà tên. Bà hãy tôi ta rõ khớn cho mặt hợp mạch bà. Bà ách bà tốt nô đàn bà nì tèl ở nì kèl. Bà nâng mía, miên tầm lại đò tờ chiêng. Bà mùi mơn khó tùy liền. Ui, chọn mà tên không phôn mà mơn khó tùy liền cứ chọn mà tên. Bà ta thầm tùy liền vì mà ấy thì khó tùy liền thiết cứ ពុទ្ធជរាយមែនតើបើគុំជាអផនថាការបាត់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែតុលាខាងមុខនេះគឺជាបេសកកម្មមួយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4របស់ពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងបេសកកម្មអវកាសមួយមានបាទ6ដំណាក់កាលរាប់ចាំតាំងពីបាទចាប់តាំងពីកូកាអេឬក៏បាទដំណាក់កាលអេដល់អេស ដែលបច្ចុប្បន្ននេះពេកស្កកម្មបាទPCHS ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដែលបាទដំណាក់កាលនេះផ្ដល់ទៅលើការផ្ដុំឧបករណ៍និងយន្តការការធ្វើតេស្តនិងការបាញ់បង្ហោះបើតាមការបញ្ជារបស់អង្គការ NASA ក៏បានដឹងផងដែរថានៅពេលដែលបាញ់បង្ហោះទៅវាត្រូវបានប្រមាណថានឹងទៅដល់អាចផ្កាយនៅឆ្នាំ2026ដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្នាបាទត្រូវអត់ធ្មត់ព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរងចាំជាច្រើនឆ្នាំមុននឹងដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមែនឬក៏អត់ងាប់ហើយបាទបាញ់ពី